Chương 586. 11 viên hỏa hồng tinh thể. Tấn Dực Nhân nói xong câu đó về sau, báo kỵ biết hắn là ếch ngồi đáy giếng thật. Tấn Dực Nhân rõ ràng là áp chế chính mình tu vị. Giờ phút này mà tu vị điên cuồng phát ra, rất nhanh từ kim tiên sơ kỳ tới đến huyền tiên. Báo kỵ trong lòng trầm xuống, hắn dự định đào tẩu. Sao hỏa này không cần đem tu vị khôi phục lúc trước, chỉ cần khôi phục tới đại ất tiên liền có khả năng giết hắn. Một cái tiên tôn đem tu vị áp chế đến đại ất tiên, cùng một tiên nhân đầu chỉ có đại ất tiên tu vị, thực lực kia tuyệt đối là hai cái cấp độ. Sát cơ lăng lệ quá lại mặc quốc kỵ, máu kỵ rất khoát thu hồi phi toa. Hắn phi toa trước mặt sao hỏa này, trước mặt căn bản trốn không thoát. Cũng là may hắn không có không gian tuấn di, cũng may còn có phòng độn thần thông. Tấn Dực Nhân vì sao tu vị phóng thích đến huyền tiền không có nhận đến thiên địa áp chế, mà có kỵ lửa điểm đều không kỳ quái. Vũ trụ mênh mông, thiên tài vô số, sự tình mà có kỵ hẳn là có thể làm được, người khác vì có gì làm không được. Mà có kỵ biết giờ phút này đối phương sát cơ khóa lại hắn, hắn cũng không có cơ hội đào tẩu. Hắn đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần đối phương vừa ra tay, khi thế tất nhiên sẽ có khe hở. Hắn tại ngăn trở đối phương kích thứ nhất thời điểm lập tức bỏ chạy. Để mà có kỵ kinh dị là ngay tại thời điểm Tấn Dực Nhân muốn động thủ, sát cơ khi thế nguyên bản khóa lại hắn bỗng nhiên yếu bớt. Đối với mà có kỵ tới nói, đây là tốt nhất thời cơ đào tẩu, nhưng mà có kỵ cũng không có đào tẩu. Cảm giác được hắn đến Tấn Dực Nhân thực lực tại điên cuồng phát khi tới huyền tiên hậu kỳ liền đình chỉ tăng trưởng. Mà có kỵ hoài nghi gia hỏa này vô pháp đem thực lực của chính mình đem tới đại ất tiên. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, Tấn Dực Nhân đối với hắn sát cơ yếu bớt cũng không phải là sợ hãi hắn, hoặc coi như là huyền tiên hậu kỳ còn không đối phó được hắn, mà là Tấn Dực Nhân chú ý thật là rời đi. Má có kỵ thần niệm đi quét qua, rất nhanh bên biên giới thần niệm mơ hồ xuất hiện một cái tinh cầu bóng sáng. Cái này là một cái tinh cầu tàn phá, tinh cầu này tốc độ không tính là chậm, trong tinh không dọc theo một cái phương vị cấp tốc tiến lên. Nhìn bề ngoài tinh cầu này tựa hồ bởi vì lỗ tung thiếu khuyết lon lửa bên cạnh, loại tình huống này tinh cầu cũng là thường xuyên trông thấy. Mà một kỵ vô kỵ tâm lại là cuồng loạn, hắn nghĩ tới thần diễm tinh hệ hành tinh sau khi lộ bỏ chạy, như một viên tinh cầu này chính là hắn muốn tìm, trong đó rất có thể ẩn chứa khai thiên tích địa bí mật. Bằng không mà nói, làm sao có thể thần diễm tinh ngừng tụ ra hỏa nguyên châu. Suy, một đạo tiếng xé rách nhận màng vạch phá không gian bổ về phía Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ sớm phòng bị Tấn Dực Nhân, Tấn Dực Nhân ra tay, thân hình hắn chính là lóe lên, trường đao trong tay trực tiếp bổ ra hai đạo màng. Một đạo quang hướng về phía đạo nhân mạng kia, một đạo khác bổ về phía Tấn Dực Nhân. Trong thế mà Quốc Kỵ chẳng những ngăn trở chính mình nhận mà còn có năng lực phản kích. Tấn Dực Nhân kinh dị một tiếng, hai tay của hắn vạch ra một cái âm dương ngũ hành hình sáng đánh về phía Ma Quốc Kỵ. Đạo thứ hai thực chất đào quang, cả người trong nháy mắt bỏ chạy. Oanh, âm dương ngư hình cùng Ma Quốc Kỵ đào quang trực tiếp đánh một chỗ, cuồng bạo tiên nguyên lộ tung. Ma Quốc Kỵ cũng cảm giác được một cái thanh trọng chùy tại bộ ngực quán đánh xuống giống như thế, để cho hắn khó chịu vô cùng. Thật mạnh, Ma Quốc Kỵ mới thầm nói một tiếng. Hắn biết rõ âm dương ngư hình kia là Tấn Dực Nhân tùy tiện đánh ra, tiện tay đánh ra đều là mạnh như thế, có thể thấy được Tấn Dực Nhân cường đại. Cường đại tới đâu cũng là vô pháp ngăn cản Ma Quốc Kỵ đối với bảo vật khai thiên tích địa hướng tới. Hắn đi theo liền đuổi theo phía Tấn Dực Nhân. Tại thời điểm trải qua phi thiền có tiếng anh kia, tay hắn một vùng thuận đem cái phi thiền vũ trụ kia đưa vào bất hổ giới. Hắn cũng không cho rằng Tấn Dực Nhân sợ chính mình, bởi vì Tấn Dực Nhân tiến đến phương vị chính là vị trí của tình cầu tàn phá kia. Mà Quốc Kỵ không biết Tấn Dực Nhân vì sao đối với hành tinh tàn phá kia có hứng thú. Vô luận đối phương có hay không biết bí mật, hắn cũng không thể để hành tinh này bị Tấn Dực Nhân mang đi. Vì phần phi thuyền vũ trụ có cái kiểu chữ tiếng Anh này, Mà Quốc Kỵ bây giờ còn chưa có thời gian đi nghiên cứu. Chờ hắn rảnh rỗi thời điểm,
lại đi nhìn xem. Hắn cũng không cho rằng nơi này có phi thuyền vũ trụ, khoảng cách của địa cầu lân cận trong vũ trụ mênh mông, sự tình cái gì đều có thể phát sinh, không cẩn thận cuốn vào trong một cái tinh không vết lứt khả năng là di động mấy cái giới diện. Máu kệ lo lắng Tấn Dực Nhân thần thông lớn có thể trực tiếp cuốn đi cái hành tinh này, cho nên hắn đem phong độn thuật thi triển đến cực hạn, cơ hồ cùng Tấn Dực Nhân đồng thời xếp vào trên hành tinh này. Người lại là một cái huyền tiên còn không nhận thiên địa quy tắc áp chế, không đúng, người rốt cục là ai? Tấn Dực Nhân trông thấy Ma Quốc Kỵ cùng hắn đồng thời rơi trên hành tinh tàn phá, lúc này ánh mắt trở nên co vào. Phía trước lửa cầu Tấn Dực Nhân còn tưởng Ma Quốc Kỵ là huyền tiên, đằng sau có chút không xác định, hắn hiện tại huyền tiên hậu kỳ tu vị, trên thực tế là một cái tiên tôn, ai có thể khẳng định đứng tại hắn đối diện không phải giống như hắn, cũng là do tiên tôn áp chế tu vị mà tới, thậm chí tu vị của đối phương so với tiên tôn còn cao hơn không nhất định. Ma Quốc Kỵ dường lên trường đao trong tay từ tốn nói, ta là ai không nhọc các hạ quan tâm, muốn đánh liền đánh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ma Quốc Kỵ tại khi xác nhận được Tấn Dực Nhân tu vị đến huyền tiên hậu kỳ về sau không có thể trướng lên, niềm tin của hắn tăng lên nhiều, vừa rồi biểu hiện thực sự là do Tấn Dực Nhân kém một chút, bất quá hắn không sợ nhất chiến đấu. Tấn Dực Nhân sắc mặt bình tĩnh, ngoại trừ âm trầm nhìn không ra hỉ lộ ái ô, đang nghe Máu Quốc Kỵ lời nói về sau lại cau mày, trong thời gian cực ngắn khuôn mặt âm trầm vô cùng, liền thêm vẻ tươi cười đối với Máu Quốc Kỵ ôm quyền nói, Tấn Dực Nhân nhìn sai rồi, trước đó đối với đạo hữu phi tòa hành động là ta không đúng, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Cái này nói xin lỗi, Máu Quốc Kỵ trong lòng nghi ngờ rất nhanh kịp phản ứng, muốn nói Tấn Dực Nhân sợ hắn, Máu Quốc Kỵ chính mình không tin, sao hỏa này căn bản không có khả năng sợ hắn. Một cái gia hỏa phách lối không ai bị lỗi như cái này đối với hắn xin lỗi, như vậy khẳng định khả năng duy nhất chính là hành tinh dưới chân này. Tấn Dực Nhân nguyện ý vì cái hành tinh mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra này hướng hắn xin lỗi, ý nói đối phương cũng biết rõ hành tinh này không đơn giản. Ma Quốc Kỵ chữ thần nạc thần niệm vừa thẩm thấu đến bên trong hành tinh, vẹn vẹn mấy tức đằng sau, Ma Quốc Kỵ chính là hơi chấn động một chút, thần niệm hắn tìm được một mảnh hồng tinh thể khoảng chừng 11 mai. Những tinh thể này, một mai giống như cánh sen, toàn bộ tạo ra tinh khiết hỏa thuộc tính khí tức. Những cái tinh thể này, ngoại trừ tinh khiết đến lồng hạn hỏa khí tức, còn có một loại đồ vật hắn cùng với hắn hồng mong sinh tức tương tự, để cho Ma Quốc Kỵ kinh dị. Hắn thế nhưng mà không biết đây là vật gì, hắn chỉ có thể cảm giác được hỏa nguyên châu kia khẳng định cùng với những cái hỏa hồng tinh thể này có quan hệ, không phải xen lẫn, chính là cùng nhau một cái đồ vật. Tại Ma Quốc Kỵ phỏng đoán, những cái hỏa hồng tinh thể này tuyệt đối là bảo vật khai thiên tích địa tồn tại. Tốt, xem ra tất cả mọi người đều đồng đạo phân thượng, ta cũng không so đo, đạo hữu xin cứ tự nhiên, ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Ma Quốc Kỵ ngẩng đầu giọng bình tĩnh nói. Nói thì như thế, hắn đã chuẩn bị động thủ. Nếu như tất cả mọi người có thể trông thấy cái hỏa hồng tinh thể, giá nhất giả khó tránh khỏi. Tấn Dực Nhân sầm mặt lại, ngữ khí có chút lạnh ý nói. Nói như vậy bằng hữu chính là muốn tận lực gây chuyện rồi. Ta tới trước đến nơi đây chính là chuẩn bị trong này bế quan. Bằng hữu nói như vậy có ý gì? Máu Kỵ sững sờ, chẳng lẽ ra hỏa này ngớ ngẩn, không biết mọi người thần niệm đều có thể trông thấy hỏa hồng tinh thể kia sao? Nếu như trông thấy, sao hỏa này còn có muốn nói chỗ này bế quan? Chẳng lẽ hắn không có thần niệm sao? Không đúng, Máu Quốc Kỵ lập tức thu hồi chữ thần nạc thần niệm, trực tiếp thẩm thấu xuống dưới. Chữ thần niệm thần nạc vô thành vô tức thông qua thân thể cùng mặt đất tiếp xúc, sau đó kéo dài. Loại thần niệm này bình thường rất khó bị phát hiện, giống như là thực chất. Vừa rồi Máu Kỵ chữ thần nạc thần niệm thẩm thấu, đối phương liền không có phát hiện. Giờ phút này Máu Kỵ thức hải thần niệm duỗi ra thi triển, Tấn Dực Nhân liền phát hiện. Ma Quốc Kỵ sớm đã phòng bị Tấn Dực Nhân động thủ, để cho hắn kinh dị là Tấn Dực Nhân cũng không có động thủ mà lạnh lùng nhìn xem hắn. Rất nhanh Ma Quốc Kỵ hiểu được thời điểm thần niệm quán thẩm thấu đến ngoại vi, hỏa hồng tinh thể kia tựa hồ bị một cái loại tự nhiên thần niệm ngăn cản, căn bản không có cách nào trông thấy hỏa hồng tinh thể kia. Nguyên này mình tại chữ thần lạc thần niệm có thể phát hiện những cái tinh thể kia,
và thức hải thần niệm không cách nào cảm nhận được. Mà Quốc Kỵ trong lòng thở dài một hơi, khó trách Tấn Dực Nhân không sợ hắn dùng thần niệm nhìn trộm, hóa ra đối phương cũng có dùng thần niệm đảo qua một lần, cũng không thấy bất kỳ vật gì. Ta lúc đầu ở trên tòa phi thuyền bế quan thật tốt, bị người cắt ngang, hiện tại tự nhiên không thể ở phi tòa bế quan. Vạn nhất ta gặp lại có người đối với ta phi tòa động thủ, đem ta phi hành pháp bảo đánh nát thì sao bây giờ? Tinh cầu này ta chắc chắn phải có được. Ta ngay tại chỗ này bế quan. Mã Quốc Kỵ nói xong, lĩnh vực tăng cường khí thế điên cuồng kéo tới. Tấn Sực Nhân trong mắt sát cơ lăng lệ. Nếu không phải Mã Quốc Kỵ bởi vì hắn mới bị ngăn cản xuống tới, hắn cũng là hoài nghi Mã Quốc Kỵ có hay không giống nhau, giống hắn đặc biệt đuổi tinh cầu này mà tới. Phải biết rằng hắn một đường theo tới đây là bởi vì từ trong một chỗ vết tích tinh không bạo liệt đánh giá ra, trong một cái tinh cầu tàn phá có đồ tốt, hắn hoài nghi tinh cầu mình suy đoán chính là cái này. Dù sao tinh cầu này trình độ tàn phá phù hợp, lộ tung đến 2/3 tinh cảnh lướt tới. Tu sĩ chính mình tùy tiện ngăn cản xuống này, dù cái gì nhất định phải lưu lại trên này tinh cầu. Vô luận đối phương nguyên nhân gì đều phải chết. Đã như vậy, vậy người không cần đi. Tấn Dực Nhân nói xong, lĩnh vực một dạng điên cuồng ép ra ngoài, cùng một thời gian thành trưởng thương màu đỏ như màu lửa tế ra, vô cùng vô tận. Thương đào hình thành, mang theo khí thế cơ hồ muốn xé rách tinh không cuốn về Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ điên cuồng lùi lại, người khác đang lùi lại, lĩnh vực cũng không ngừng kéo lên. Chế nhìn hắn lùi lại, trong lòng hắn không hề sợ hãi. Hắn sở dĩ lùi lại là bị, không phải Tấn Dực Nhân áp chế, mà cũng không phải đối phương màu đỏ phương thương đào hồ sợ, mà là bởi vì hắn đang tìm kiếm cơ hội có lợi nhất địa hình. Địa hình này không phải là có lợi hắn chiến đấu, mà tại có lợi hắn chiến đấu. Có lợi đào tẩu sau thu hoạch, hắn muốn đứng lên trên tại 11 viên tinh thể màu đỏ kia mới có thể ngừng lại cùng với đối phương liều mạng. Chương 587, Đại Mạc Trường Hà Lạc Nhật. Căn cứ Mạc Vô Kỵ phán đoán, Tấn Dực Nhân tuy là hiền tiên hậu kỳ, hắn cũng tuyệt đối giết không được đối phương. Dù là hắn có thể tạm thời ngăn cản Tấn Dực Nhân, một khi chọc giận gia hỏa này cũng đột nhiên khôi phục thực lực. Có lẽ cái điểm đang khôi phục thực lực, Tấn Dực Nhân lại nhận thiên địa quy tắc áp chế. Bất quá, tại bị áp chế trong nháy mắt, hắn coi không có thể trốn qua đối phương sát thủ, mà Quốc Kỵ không dám cam đoan. Khi mà Quân Kỵ vững tin chính mình 11 mai hồng tinh thể kia thời điểm, hắn lại không lùi lại, trường đao một dạng cuốn lên, ngàn vạn đao mang cuốn ra ngoài. Oanh! Cuồng bạo thương đao sát ý cùng với Mạc Quốc Kỵ đao mang đụng vào nhau, tiên nguyên nổ tung. Mạc Quốc Kỵ đao hệ thần thông không có triệt để hình thành, Tấn Dực Vương thương đao thế mà thực sự thương ý thần thông, đao thương khí thế đụng vào nhau, Máu Kỵ lập tức cảm nhận được không ổn. Loại cuồng bạo tiên nguyên phản vệ kia để cho Máu Kỵ có một loại dự cảm, nếu như hắn không lùi lại, hắn sẽ nhận thương ý ăn mòn. Két két, tinh cầu dưới chân tiếng lộ cũng là đồng thời truyền ra, tiên nguyên trong chữ nguyên lạc của Mạc Quốc Kỵ tuôn ra ngoài, liền xem như trọng thương hắn cũng không có lùi lại nửa bước. Nhưng không phải sĩ diện, mà bởi vì Máu Kỵ biết một khi hắn lùi lại, muốn chiếm cứ nơi này rất khó khăn. Phốc, tại dưới cuồng bạo tiên nguyên phản vệ, Máu Kỵ chính là một cái đạo huyết tiễn phun ra,
dưới một chiều mà Quốc Kỵ liền trọng thương. Tấn Dực Nhân thương đạo sắc ý, bắt đầu điên cuồng xé rách mà Quốc Kỵ sinh cơ cùng mạch lạc, đổi thành người bình thường. Hiện tại muốn chính là nhanh đào tẩu, mà Quốc Kỵ lựa bước không có lùi ra phía sau. Cũng bởi vì hắn có sinh cơ lạc, giờ phút này mà Quốc Kỵ sinh cơ lạc một bên nhanh chóng chữa trị thân thể, đồng thời tính toán tinh cầu này lúc nào sẽ lộ thành hai lửa. Một khi tinh cầu bị tạc mở, mà Quốc Kỵ liền sẽ cuốn đi bộ phận tinh cầu có hỏa hùng tinh thể kia bỏ chạy. Không đúng, thời điểm nghĩ đến đem bộ phận tinh cầu mang đi, mà Quốc Kỵ nghĩ tới vạn nhất tinh cầu này lộ tung, một lửa đối với một lửa, vậy hắn thế nào? Cứ việc tinh cầu này không lớn, nhưng thực lực còn không có cách nào tiện tay đem nửa bên tinh cầu này cuốn đi. Chờ hắn chậm rãi đưa vào bất hủ giới, chớp mắt Tấn Dực Nhân này sớm đã kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bố trí trận pháp. Nghĩ tới đây, Ma Quốc Kỵ không ngừng ném ra trận kỳ. Cứ việc Ma Quốc Kỵ tại dưới một chiêu này đụng nhau phía dưới hạ phong thụ thương không nhẹ, Tấn Dực Nhân một dạng bị đánh lui, hắn bình thường lùi lại cũng không giống như Ma Quốc Kỵ dáng chống đỡ đứng lại chỗ cũ, cho nên cơ hồ không có thụ thương. Không sai, có chút lá gan, thế mà có thể tại một đao vừa rồi chiếm thượng phong. Xem như người một đao này phân thượng, ta nguyện ý vì trước đó chủ động ra tay người xuất thủ một chút bồi thường. Tấn Dực Nhân lần nữa rơi vào trước mặt Quốc Kỵ, trong giọng nói mang theo tia thưởng thức nói. Mà Quốc Kỵ không phải đồ ngốc, hắn sẽ không cho là Tấn Dực Nhân đối với hắn thưởng thức. Tấn Dực Nhân mà nói hiển nhiên là cho hắn sĩ diện, thà rằng chính mình trọng thương cũng không nguyện ý lùi lại. Hiện tại làm ra bộ dáng dưỡng thương, sau đó bồi thường một chút đồ vật cho hắn, để cho hắn tốt được cuốn đi. Phải biết, hắn vừa rồi rõ ràng rơi vào hạ phong, gia hỏa này hết lần này tới lần khác nói hắn chiếm cứ thượng phong. Bởi vì Tấn Dực Nhân một dạng biết tiếp tục đánh xuống tinh cầu này sẽ lộ tung. Một khi tinh cầu lộ tung, bên trong thứ gì cũng đều bạo lộ ra. Máu Kỵ không ngừng ném ra trận kỳ, sinh cơ lạc một bên điên cuồng chữa thương. Gặp Ma Quốc Kỵ căn bản không có lùi ra sau, cũng không có tiếp nhận hắn bồi thường ý nghĩ, mà không ngừng ném ra trận kỳ. Tấn Dực Nhân trên người sát ý lần nữa cuốn tới, trường thương trong tay phát ra từng đợt ong ong thanh âm, lĩnh vực chính là cuồng quyền mà ra. Chính như Ma Quốc Kỵ nói, hắn không cho rằng Ma Quốc Kỵ đối với hắn có uy hiếp. Vừa rồi Ma Quốc Kỵ muốn mặt mũi không lùi lại, cưỡng ép tiếp nhận thường đạo sát ý của hắn. Giờ phút này hắn hoài nghi thương ý của mình đã bắt đầu xé rách Ma Quốc Kỵ linh lạc. Hắn không cùng Ma Quốc Kỵ đánh xuống, đích thực là cùng Ma Quốc Kỵ đoán một dạng, lo lắng Ma Quốc Kỵ liều mạng xuống sẽ bại lộ tinh cầu này bí mật. Bành, hai người lĩnh vực một lần nữa đụng vào nhau. Ma Quốc Kỵ huyền tiên sơ kỳ, Tấn Dực Nhân đem tu vị áp chế đến huyền tiên hậu kỵ. Vô luận từ cái góc độ nào mà nói, Ma Quốc Kỵ lĩnh vực đều không có cách nào cùng với Tấn Dực Nhân so sánh. Bất quá, Ma Quốc Kỵ lĩnh vực là tuyền qua lĩnh vực, mang theo mãnh liệt vòng xoáy tê liệt lực lượng. Dù là Tấn Dực Nhân đối với lý giải lĩnh vực cường hãn hơn Ma Quốc Kỵ mười mấy lần, hai người lĩnh vực đụng nhau về sau, lĩnh vực của hắn vẫn không có chiếm cứ được thượng phong. Quả nhiên có chút vấn đề. Đến lúc này Tấn Dực Nhân đã hoài nghi Ma Quốc Kỵ cũng biết tinh cầu này có kỳ quái. Bởi vì hắn thường ý không để cho Ma Quốc Kỵ sức chiến đấu hạ xuống, hắn đối với Ma Quốc Kỵ có một chút kiêng kỵ. Tấn Dực Nhân trưởng thương, khí thế càng ngày càng đậm, thật giống như là một cái tấm miệng lớn thôn phệ tất cả đồng dạng nhìn chăm chăm Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ một bên khống chế lĩnh vực của mình ngăn cản Tấn Dực Nhân, trường đao trong tay đào thể giống như là càng ngày càng cuồng bạo. Nhưng vào lúc này, biên giới tinh không xa xôi khoảng cách hai người bộc phát ra một đạo bạch quang chiếu mắt. Dù là hai người cách nhau rất xa, đạo ánh sáng kia y nguyên hai người con mắt nháy mắt không có cách nào mở ra. Vô luận là Tấn Dực Nhân hay là Ma Quốc Kỵ đều theo bản năng chỉ định rằng co, đem ánh mắt rơi vào nơi xa trên bạch quang chứng nhãn kia. Sau một lát, phía dưới bạch quang thật giống như là hiện lên một cái tầng ầm ầm sóng dậy chập trùng, hạt cát đồng dạng liên tục vô biên dọc theo đi, thật giống như là một cái mảnh đại mạc. Rất nhanh, bạch quang kia tạo thành một cái đầu
Trường Hà màu bạc. Đầu Trường Hà màu bạc tại trên đại mạc giống như là sóng cả chậm rãi kéo dài đi theo một lần nữa, là một cái đạo quang mang chói mắt lộ tung. Mà Quốc Kỵ trong lòng nghĩ đến một cái câu thơ: đại mạc có yên trực, Trường Hà lạc nhật viên. Đó là một cái tinh cầu lộ tung cùng loại với thần diễm tinh hệ mặt trời. Mà Quốc Kỵ trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm, tinh cầu lộ tung kia y nguyên cùng với cái dưới chân hành tinh này có quan hệ. Trông thấy đại mạc như sóng cả kia dần dần biến mất, một cái đạo minh ngộ sóng xông lên Ma Quốc Kỵ lòng. Trường đao trong tay hắn bắt đầu mơ hồ, thật giống như phân chia thành vô số đào quang hạt nhỏ. Sát khí tại trong vô cùng vô tận đào quang hạt nhỏ này chậm rãi ngưng tụ, sau đó cùng Ma Quốc Kỵ lĩnh vực dung hợp. Tấn Dực Nhân trước tiên cảm nhận được Ma Quốc Kỵ biến hóa, trong mắt hắn hiện lên một cái tia kinh hãi. Hắn dù sao cũng là một cái tiên tôn, há có thể không nhìn ra Ma Quốc Kỵ một đao này mặc dù không có còn chưa đánh ra, lại so với trước một đao kia cũng càng là tính thực chất biến hóa. Đây là từ vừa rồi hắn bắn nổ hỏa diễm tinh cầu kia đốn ngộ rồi, thiên hạ lại có người có căn cốt như vậy. Hắn không cách nào nhớ lại Ma Quốc Kỵ một đao này đã bổ tới. Thương đao bổ ra thật giống như là vô số vô tận sóng cát tuôn ra đồng dạng, đem chọn cái tinh không trở thành sa mạc, đem chọn cái sa mạc cát kia ngưng tụ chung một chỗ, lại đầy trời vọt tới đao mang cát mịn nhấp nhô kia. Tấn Dực Nhân cảm giác được hô hấp của mình có chút rất khó, hắn không còn dám nghĩ tiếp, thôn phệ tất cả trường thương xé rách mà ra. Trường thương mang theo một cái đạo rõ ràng màu đỏ tinh không vết tích, rõ ràng là muốn đem phiến tinh không này xé rách đi một vết nứt. Ma Quốc Kỵ giờ phút này trong lòng vô cùng sát ý vô tận phun trào, hắn cũng đã cảm giác được đạo ý của mình hóa thành đầy trời sa mạc. Hắn chính là chúa tể đại mạc này, tất cả ngàn tại trước mặt hắn đồ vật đều bị hắn phun ra trào đại mạc thôn phệ. Vừa rồi một màn kia làm cho lòng Ma Quốc Kỵ tạo thành một cái vĩnh hằng hình ảnh. Hắn vốn là có một ít hình dáng đào đạo thần thông trở để hình dạng hình thức ban đầu. Oành oành, cuồn cuộn, đại mạc cát vàng cùng với Tấn Dực Nhân trường thương màu đỏ đụng vào nhau, lần nữa bộc phát tiếng kinh khủng vang lên. Tiên nguyên cùng sát ý xé rách tinh không, trong tinh không tạo thành một cái đường thật nhỏ. Cứ việc những cái đường vân này trong nháy mắt liền tan biến không thấy, thế nhưng là va chạm có thể xác định trong tinh không này đó là siêu việt phiến tinh không năng lực chịu đựng. Tạch tạch, dưới chân tinh cầu bắt đầu lộ tung. Tấn Dực Nhân điên cuồng lùi lại. Dựa theo Ma Quốc Kỵ lúc đầu ý tứ, hắn hiện tại mang đi theo khối tinh cầu không trọn vẹn có 11 phiến hỏa hồng tinh thể kia cấp tốc rời đi, nhưng là một cái đao vừa mới lĩnh ngộ của đại mạc để Ma Quốc Kỵ lòng tin bạo giảm. Hắn chẳng những không cần dựa theo kế hoạch làm vậy. Tại Tấn Dực Nhân thông qua lùi lại ngăn trở hắn một đao này, đại mạc đồng thời hắn trường đao một trận, đại mạc trong cái tinh không lại chế trường đao sát ý cùng với đao mang hóa thành một cái đạo Trường Hà màu bạc. Đây chính là Ma Quốc Kỵ mới lĩnh ngộ ra đao thứ hai, Trường Hà. Trường đao hóa thành Trường Hà màu bạc, Trường Hà từ thiên khung không treo lơ lửng xuống, liền muốn huyễn hóa thành vô cùng vô tận Trường Hà lạc nhận. Hết lần này tới lần khác thời điểm, Ma Quốc Kỵ cảm giác được thức hải của chính mình tê dần. Hắn Trường Hà sát ý trong nháy mắt nhất thời chậm lại, Trường Hà lạc nhận cũng đồng thời tiêu tán. Không tốt, đạo thứ hai Trường Hà này không thi triển ra được. Không phải thực lực hắn không đủ, mà hắn không có lĩnh ngộ thấu một đao này. Đao thứ hai Trường Hà đều không thi triển ra được. Đao thứ ba lạc nhận càng không cần nói. Ma Quốc Kỵ không chút suy nghĩ, lần nữa ném ra mấy viên trận kỳ, đem khối tinh cầu ẩn nặc 11 phiến tinh khiết hỏa hồng tinh thể còn lại thu vào trong bất hủ giới, đi theo một cái đạo không gian thuấn di cấp tốc bỏ đi. Ma Quốc Kỵ đạo thứ nhất đại mạc liền để cho Tấn Dực Nhân thụ thương. Hắn trông thấy Ma Quốc Kỵ đạo thứ hai có thể so sánh với thứ nhất còn muốn đáng sợ hơn, càng là điên cuồng lùi lại. Ma Quốc Kỵ cùng với hắn trong chiến đấu lĩnh ngộ đào đạo thần thông đã là phi thường đáng sợ, không nghĩ tới càng đáng sợ chính là Ma Quốc Kỵ lĩnh ngộ đào đạo thần thông là một cái hệ liệt. Tấn Dực Nhân ánh mắt
Đúng là vậy kém. Cảm giác của hắn đi ra, một khi để ma quốc kỵ Trường Hà đánh vào phạm vi lĩnh vực quán, hắn nhất định trọng thương. Hắn cấp tốc lùi lại, lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, tự nhiên muốn tránh đi ma quốc kỵ phong mang, sau đó chậm rãi thu thập ma quốc kỵ. Hắn đã nhìn ra, ma quốc kỵ cũng là hắn nửa vời, chân chính đánh nhau cũng không như hắn lợi hại hơn nữa thần thông. Vừa mới lĩnh ngộ uy lực cũng là có hạn, hắn sở dĩ lùi lại là để phòng vạn nhất. Thế nhưng hắn lập tức cơ hồ muốn thổ huyết, hắn trông thấy ma quốc kỵ cuốn đi một khối bắn lộ tinh cầu, sau đó cấp tốc bỏ chạy. Xem như ngớ ngẩn, giờ phút này Tấn Dực Nhân cũng biết ma quốc kỵ mục đích giống như hắn, vì bảo vật trên cái hành tinh này. Kinh nghiệm của hắn đoán đúng, ma quốc kỵ thần thông hoàn toàn chính xác, không có triệt để hình thành. Hết lần này tới lần khác, sự cẩn thận của hắn để choán mất đi cơ hội. Chương 588: Đại đế lửa giận. Hành tinh này lộ tung thành mấy trăm khối. Tấn Dực Nhân cầm ra một cái bát quái bản pháp bảo, sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm. Hắn tầm bảo rốt cuộc không cảm giác được loại khí tức cực hạn của bảo vật kia. Rất tất nhiên, bảo vật đã bị ma quốc kỵ cuốn đi. Hắn không rõ ma quốc kỵ làm thế nào đi tới tìm tinh cầu phá tan bảo vật kia. Vô luận thế nào hắn đều tuyệt đối không cho phép đồ vật chính mình tìm nhiều năm bị người trước mặt cướp đi. Dựa theo hắn ý nghĩ lúc đầu là muốn đi xem hỏa diễm tinh cầu bắn nổ kia, giờ phút này hắn không có lựa điểm cân nhắc, trực tiếp dọc theo phương hướng của ma quốc kỵ bỏ chạy, điên cuồng đuổi theo. Ma quốc kỵ biết Tấn Dực Nhân sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn một bỏ chạy liền điên cuồng thi triển phong độn thuật. So với thất phẩm phi hành tiên khí đến, hắn phong độn thuật cơ hồ không có vết tích, xem như có vết tích nhỏ xíu. Hắn so với Tấn Dực Nhân đi trước tinh không khí tức cũng sẽ đem những cái vết tích này xóa đi. Cứ việc không để cho Tấn Dực Nhân như thế nào, ma quốc kỵ cũng không thất vọng. Hắn chẳng những thu được 11 mai tinh thể màu đỏ, còn có đốn ngộ đào đạo thần thông thuộc về mình. Đào thứ nhất ma quốc kỵ Đại Mạc, đào thứ hai Trường Hà, đào thứ ba Lạc Nhật. Hắn đào thứ nhất Đại Mạc chỉ là mới linh ngộ, ngay tại trong chiến đấu cùng Tấn Dực Nhân chiếm thế thượng phong. Đáng tiếc hắn đào thứ hai cùng đào thứ ba không có hình thành hình thức ban đầu. Một khi đào thứ hai cùng đào thứ ba có thể thi triển đi ra, hắn liền không cần chạy trốn, bởi vì đào tổng nhất định là Tấn Dực Nhân. Liên tiếp gấp độ mấy ngày, ma quốc kỵ hoàn toàn không cảm giác được Tấn Dực Nhân khí tức, tự giác tương đối an toàn thời điểm lúc này mới ngừng lại, đồng thời tế ra phi toa của mình, mặc cho phi toa tự động tiến lên. Ma quốc kỵ tiến vào chính mình bất hộ giới, trực tiếp rơi vào trên bộ phận tinh cầu tàn phá bị hắn thu vào tới kia. Bên trên ngoại trừ 11 mai hỏa hồng tinh thể bên ngoài, cái khác đều rất bình thường. Phá vỡ ẩn nấp cấm chế, ma quốc kỵ cũng không có cảm nhận được 11 mai hỏa hồng tinh thể này có gì đặc biệt. Mặc dù giống như là hỏa diễm đồng dạng, nhưng không có lửa phần cảm giác cực nóng. Đem 11 mai tinh thể toàn bộ lấy ra bày trên mặt đất, ngoại trừ một cái loại ký thức ngay cả ma quốc kỵ đều không cảm giác, còn có chính là một cái cảm giác ôn nhuận đến cực hạn. Duy nhất đặc biệt chính là mỗi một mai hỏa hồng tinh thể đều giống như một mảnh cánh sen đồng dạng. Nếu là lại thêm một cái viên nữa, 12 mai đặt chung thật có chút giống như là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Ma quốc kỵ biết đây không phải thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, không có khả năng phân tán như thế này. Huống chi ma quốc kỵ gặp qua nghiệp hỏa hồng liên. Nếu như hắn nhìn thấy nghiệp hỏa hồng liên là thật, vậy chân chính nghiệp hỏa hồng liên hẳn ở phá toái khư tại phá toái tầng thứ 3. Nghĩ tới hỏa nguyệt châu rất có thể cùng với tinh thể này có quan hệ, ma quốc kỵ xuất ra một viên tinh thể, đồng thời tế ra thanh câm chi tâm. Để ma quốc kỵ kinh dị là thanh câm chi tâm lấy ra liền phát ra một trận bén nhọn minh thanh, thật giống như là dựng dục sinh mệnh đồng dạng, lập tức mở rộng ra ngọn lửa màu xanh, trong nháy mắt bọc lại hỏa hồng tinh thể. Cùng trước đó diễm tâm thạch các loại thanh thế tấn cấp kia khác biệt, thanh câm chi tâm hỏa diễm thế nhưng mà dần dần thu liễm, cuối cùng tạo thành một cái kén nửa màu xanh, sau đó không nhúc nhích. Ma quốc kỵ thần niệm thẩm thấu đến kén nửa màu xanh này, chỉ có thể nhìn thấy một cái đoàn hỗn độn khí tức xanh đỏ đan xen, căn bản không thấy rõ cụ thể quá trình.
Mã Quốc Kỵ không có dị động thanh cầm chi tâm, mà đem 10 cái cánh sen hồng thể tinh kia cất vào trong 10 hộp ngọc. Tại trong các hộp ngọc đánh lên cấm chế, lúc này mới kiểm tra chiếc phi thuyền vũ trụ kia. Đối với chiếc phi thuyền vũ trụ, Mã Quốc Kỵ không lạ lẫm. Trong chiếc phi thuyền này bởi vì chiến đấu bị phá hư, loạn thất bát tao, còn có một số vết máu, vết tích, mấy cái phá hư kích quang súng ngắn tùy ý vứt trên mặt đất. Mã Quốc Kỵ là sinh vật học gia, cũng là chế dược học gia, biết phi thuyền vũ trụ đối với loại khoa học kỹ thuật này cũng không hiểu. Hắn tra xét nửa ngày không có tìm được tới tọa độ phương vị cùng địa cầu liên hệ. Thông qua văn tự phía trên, hắn ngược lại tra được chiếc phi thuyền này trên địa cầu là một cái liên minh phát ra tới. Về phần trên địa cầu lúc nào có nhiều một cái liên minh, Mã Quốc Kỵ không biết, cũng không muốn biết. Đang kiểm tra một phen vững tin không có cách nào thông qua vũ trụ phi thuyền này trở lại địa cầu về sau, Mã Quốc Kỵ mất đi hứng thú. Từ khi đem Hạ Nhược Nhân tất cả triệt để nhét trong ký ức bụi bặm, Mã Quốc Kỵ đối với trở lại địa cầu đã không còn nhiệt huyết. Hắn càng hy vọng có thể trở lại tiên giới, nơi đó mới có bạn hắn cùng tương lai. Đáng tiếc cho tới bây giờ, Mã Quốc Kỵ đối với trở lại tiên giới không có lửa điểm đầu mối. Hắn bất đắc dĩ. Tấn Dực Nhân kia rất có thể biết như thế nào trở lại tiên giới. Đáng tiếc chính mình cùng hắn là đại địch, gặp mặt sau tuyệt không có khả năng hảo hảo tọa hạ nói chuyện với nhau. Vũ trụ mênh mông, hắn một cái nho nhỏ huyền tiên, có lẽ tại trong vũ trụ chạy trốn đến thọ nguyên hao hết cũng không nhất định có thể tìm về con đường. Cũng may mắn hắn có chút thu hoạch. Thứ nhất, hắn biết mình công pháp không thụ thiên địa quy tắc áp chế. Thứ hai, thu được luyện thể thủ đoạn cùng lĩnh ngộ ra 3 chiêu đạo đao thần thông. Thứ ba, còn chiếm được 11 cái hỏa hồng tinh thể nhìn quý giá. Hay là tiếp tục tu luyện đi. Trên người hắn còn có một cái cặp tiên tinh từ uẩn tiên tiên cốc sau khi ra ngoài. Tiên đàn cũng là nhiều đến chí ít hắn đầy đủ để bế quan một đoạn thời gian. Nói không chừng có một ngày hắn tu luyện tới đại ất tiên về sau, trực tiếp nhận thiên địa áp chế, bị tiên giới cuốn lên đi cũng không nhất định. Mã Quốc Kỵ cũng là nhìn rất thoáng. Hắn rõ ràng chính mình khống chế phi toa để cho phi toa một mình tiến lên, trên cơ bản không có gì khác nhau. Dù sao đều là không có phương hướng. Bất quá lần này bế quan, Mã Quốc Kỵ không có lưu lại trong phi toa, cũng không lưu lại trong bất hữu giới, mà là tại phi toa bong thuyền. Thậm chí hắn chỉ bố trí một cái cấm chế phòng ngự, ngay cả ẩn nấp cấm chế cũng không bố trí. Nó mục đích chính là để cho người ta phát hiện hắn. Một khi gặp phải tu sĩ trong tinh không, nói không chừng hắn có thể tìm tới phương hướng về tiên giới. Chư thần tiên vực, Tiêu Dao Đế Cung, một cái tên nam tử cao gầy đầu đội tiên đế, quan mặt mũi âm trầm nhìn chằm chằm mấy người quỳ gối xuống dưới. Hầu như không khí âm trầm vô cùng. Nam tử cao gầy chính là chư thần tiên vực đỉnh cấp tiên đế lớn, Lôn Thải tiên đế, cũng được xưng là Lôn Thải đại đế. Dưới tình huống bình thường, tiên đế hậu kỳ tại tiên giới liền có tư cách được gọi là đại đế. Nhưng trên thực tế, mỗi một cái đại đế đều là tiên đế đỉnh phong tồn tại, không có thực lực nhất định. Xem như người khác tôn xưng là đại đế cũng không dám thừa nhận. Đại đế tại tiên giới mang ý nghĩa là một cái loại chí cao vinh dự, cũng là thực lực biểu tượng. Lôn Thải tiên đế chính là một cái tiên đế thời kỳ đỉnh cao đại đế, thực lực cũng là kinh người cường đại. Qua khoảng thời gian chừng một nén nhang, Lôn Thải tiên đế mới trầm giọng nói: Lai Dịch, người vững tin Mã Quốc Kỵ kia đi ngưng hồn tiên quỳnh trì. Một cái tên nam tử mặt xanh đi ra khom người đáp: Vâng, mà lại sau đó không có trở ra. Lôn Thải đối với ngưng hồn tiên quỳnh trì rất quen thuộc, hắn cũng không có hỏi thăm nam tử mặt xanh có hay không. Xem qua như là Mã Quốc Kỵ dạng này, chỉ có huyền tiên thực lực tu sĩ tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì trên căn bản là muốn chết. Lộ khí lần nữa tại Lôn Thải tiên đế trên mặt ẩn hiện, hắn ngữ khí trở lên ác liệt đứng: Hồng Lăng, người điều tra tình huống thế nào? Một cái tên tóc đỏ lữ tử liền nhanh nói: Mã Quốc Kỵ kia chính là đan đạo tiên minh đan vương, cũng là một tên trưởng lão. Hắn trước đây không lâu tham gia Vĩnh Anh tiên vực dược đạo thi đấu, đi qua uẩn tiên tiên cốc. Trừ cái đó ra, hắn còn tại Tiêm Giác tiên khư có một cái cửa hàng kêu là Thiên Cơ đàn các. Luôn tại ngữ khí băng lãnh nói:
lập tức nói cho Đan Đạo Tiên Minh để nói Mạc Vô Kỵ chính mình muốn chết tại Ngưng Hồn Tiên Quỳnh chỉ là chuyện nhỏ, lại chậm trễ ta ái phi mạng sống cơ hội. Ta cần bên cạnh hắn hết thảy mọi người, vì ta ái phi chôn cùng. Ta luôn thải xem mặt mũi của Đan Đạo Tiên Minh, không so đo với Đan Đạo Tiên Minh. Lúc ta đối với Mạc Quốc Kỵ cửa hàng cùng các người đứng bên cạnh hắn động thủ, hy vọng Đan Đạo Tiên Minh không có tiện nhúng tay, bằng không mà nói đừng trách ta luôn thải không khách khí. Còn có mà Nguyệt Tiên Môn kia, thế mà để cho Mạc Quốc Kỵ một cái danh ngạch tiến vào Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì, chuyện này bọn hắn nhất định cũng phải muốn phụ trách. Nếu như Mạc Quốc Kỵ ở chỗ này, khẳng định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên hạ có người không nói đạo lý như vậy. Hắn đã không hứa hẹn Lôn Thải Tiên Đế bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua Lôn Thải Tiên Đế. Bởi vì hắn có chút y thuật, kết quả là bị Lôn Thải Tiên Đế giận dữ, giận chó đánh mèo, còn muốn người đứng bên cạnh hắn chôn cùng. Trong thời gian này, hắn thậm chí ngay cả chuyện Lôn Thải Tiên Đế tìm kiếm cũng không biết. Đàn đạo tiên minh tại tiên giới tuyệt đối là một cách cự vô phách tồn tại. Xem như Lôn Thải không nói đạo lý cũng là bởi vì Mạc Quốc Kỵ chết rồi. Giữa khắc này, Đan Đạo Tiên Minh tổng bộ phó minh chủ Hồ Chân Vũ sắc mặt có chút khó coi. Nguyên nhân chủ yếu không chỉ là Lôn Thải Tiên Đế vô lễ, càng quan trọng hơn, hắn xem trọng Mạc Quốc Kỵ thế nhưng vẫn lạc tại Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì. Ánh mắt hắn từ trên thần nai dịch một mặt màu xanh đảo qua, ngữ khí thản nhiên nói: "Nói như vậy, ta Đan Đạo Tiên Minh không cho phép Lôn Thải động thủ. Lôn Thải còn muốn cùng chúng ta Đan Đạo Tiên Minh dùng sức mạnh rồi. Ta Đan Đạo Tiên Minh ngược lại là rất nhiều năm không gặp qua loại đối thủ này. Thật đúng là không biết bây giờ bị người ta ức hiếp tới tận cửa nhà." Lai dịch không đổi không vội, lần nữa thì lễ một cái nói: "Hồ Minh Chủ nói quá lời. Mà có kỵ kia mặc dù là Đan Đạo Tiên Minh trưởng lão, bản thân xem như là Đan Đạo Tiên Minh một phần tử, thế nhưng hắn tổn hại Đan Đạo Tiên Minh, nhìn chúng mang theo hữu dụng chi thần đi Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì mạo hiểm, cuối cùng vẫn là hiện nhiên không cho phép Đan Đạo Tiên Minh đối với hắn quan tâm để trong mắt. Lôn Thải Đại Đế cũng đã nói, chỉ cần Đan Đạo Tiên Minh cho phép chúng ta đối với Mạc Quốc Kỵ người bên động thủ, Đại Đế nguyện ý xuất ra." Hừ, không đợi Lai Dịch nói xong, Hồ Chân Vũ chính là hừ lạnh một tiếng: "Thế nào, còn muốn dùng Đại Đế thanh danh đến làm ta sợ Đan Đạo sao? Ta Đan Đạo Tiên Minh sừng sững tiên giới lâu như vậy, cũng không phải là bị người ta dọa lớn." Lai Dịch vội vàng nói: "Ta Tiêu Dao Đế cùng đối với Đan Đạo Tiên Minh một mực rất tôn kính, sao dám dọa Đan Đạo Tiên Minh Đại Đế, cũng chỉ là đề nghị. Đương nhiên nếu như Đan Đạo Tiên Minh không đồng ý còn chưa tính." Lôn Thải Đại Đế nói chuyện đương nhiên cũng sẽ không cùng với Lai Dịch ôn nhu khách khí như vậy. Hắn nhưng là nói thẳng, nếu như Đan Đạo Tiên Minh không lệ mặt mũi liền không khách khí. Lai Dịch không đem Lôn Thải Đại Đế lời nói còn phải nói, nếu như vậy đi ra liền xem như Đan Đạo Tiên Minh có nhiều chỗ tốt, cuối cùng cũng là một trận đại chiến. "Phó Minh Chủ, sao không nghe Lôn Thải Đại Đế điều kiện là cái gì?" Một cái tên nam tử thân thể cực kỳ mập mạp, con mắt mơ hồ, híp thành một cái đầu tuyến đi xa nói. Nam tử mập mạp nói chuyện chính là Đan Đạo Tiên Minh một vị trưởng lão, là một cái tên thất phẩm đan đế. Cho dù tại Đan Đạo Tiên Minh địa vị cực cao, gần với Phó Minh Chủ, tại trong tất cả trưởng lão cũng là có người nhất có quyền lực một vị